Nào. Cái này cầu gì anh? Nào, cầu. Kéo lên, từ từ nhá. Nào, kéo lên. Lên. Đấy. Cầu lên, cao nữa. Nào, rồi, nào, từ từ hạ xuống, từ từ hạ. Được. Từ từ hạ xuống. Hạ xuống từ từ nhá. Để anh còn chỉnh. Nào, hạ xuống. Nào, từ từ thôi. Mặc giải à? Hay, từ từ. Nào. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Camo TV. Hôm nay anh em mình quyết tâm phục thù lại cái món gà úp trùng phì. Hôm nay anh em mình đã chuẩn bị gọi là kỹ càng và rất là ok rồi. Mọi người có thấy chiếc thùng phi đằng sau anh em mình không? Lại còn có một cơ chế gọi máy là máy tời lực nâng nữa nhá. Tí nữa nhá, anh em mình sẽ ướp vịt vào đây. Ba con vịt hôm nay chơi hẳn ba con luôn nhá. Chế luôn. Úp vào đây. Vịt sẽ cho vào thanh này, xong sẽ cẩu cái thùng phi này úp vào đây để đốt nhá. Phải làm cái máy cẩu này vì tí nữa nóng ấy, như hôm nọ phải dội nước, như hôm nay anh em mình sẽ gọi là có thể thăm được vịt chín chưa, hoặc là mà không cần thăm. Đúng mà rồi. Lúc nào cảm giác chín là anh em mình sẽ cẩu cái thùng phi này đẩy ra ngoài, thế là sẽ ok luôn. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ ướp vịt ra nhá. Ok. Dưới vào đây. Wow. Trời ơi, thế quá nhỉ. Ui dồi ôi. Như kiểu là đấy anh nhỉ. Như mận nấu thịt chả coi ấy. Từ từ. Thế đã. Từng con một nhỉ. Ngon lắm. Đấy. Ui. Trời. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Siêu kích thích luôn này. Tí nữa xem nó có ngon bằng vịt quay Bắc Kinh không nhá. Đó. Trời, ngon nhỉ. Nào. Lưng. Rồi. Ok. Ô, văn kê luôn. Đó, con này. Rồi. Khoái thơm nhỉ anh nhỉ. Anh nghĩ ăn trộm bí kíp ở đâu ấy? Bí kíp cái này không cần phải bí kíp. À, vậy khi ấy. Màu khác hôm nay thì màu khác đỡ ngon. Bí kíp vô công là vậy. Thật tinh tế mới được. Rồi. Đấy. Đây cho nó ngấm một tí không? Ngấm một tí. Lên. Không cần ngấm. Quả này nó sẽ siêu ngấm một tí nữa. Nó úp vào trong thùng phi. Anh ấy đã phải ướp một tí nhưng mà không cần nhá. Sẽ úp vào thùng phi là nó sẽ tự đấy luôn. Rồi. Sẽ chơi vào hẳn quả như thế này. Một con này, ba con sẽ nối đuôi nhau nữa. Ổn không? Ổn, rất quá đấy. Ổn luôn. Rất không đấy? Làm sao mà giờ? Ổn áp không? À, tư thế chào cờ nhá mọi người nhá. Con nào... Anh ngửa ba con ra ba phía đi. Đâu, đứng người hướng về mặt trời chứ. Hoa hướng dương không, à? Không dậy mặt trời. Đấy. Ăn chiến chưa? Ngon đấy. Ổn áp không? Lâu lắm rồi anh em mình chưa được thưởng thức món vịt gọi là xả láng phá mồm anh nhỉ. Ổn áp không? Ăn phá mồm luôn. Đấy, ui. Cái thanh này để nó giữ con vịt này. Ok chưa? Rồi, ôi, con này đầu nó hơi cắt tiết nó hơi bị ngã cổ. Và này cao cắt tiết là phải chặt cút đầu. Mặc nhẫn kia ra ơi. Thế mà anh phải chết cành kinh lá. Đấy, trụng vào. Bây giờ nhá, cẩu đó là cẩu cái thùng phi này lên úp vào. Nhưng mà mình sẽ cho thêm một lớp lá chuối nữa. Mày lấy anh một cái dây thép vào đây. Dây thép luôn á? Để anh sẽ gọi là cho ba con vịt nó ôm sát nhau một chút nha mọi người nhá. Rồi anh ơi. Kim đó. Nào. Anh lên. Chân. Hướng đầu về phía mặt trời. Rồi. Không giữ mặt trời. Cắt đây.
con nời ôm cách ôm lên và anh em siêu nhân ôm nhau. Đó. Một vịt cái gì nhỉ? Ấy không được sát vào nhau làm chẳng nên non, ba vịt chụp lại nên hòn núi cao đấy. Không được sát nhau thế được mà, sát nhau quá nó sẽ mất mất vị ngon. Nào con này quay ngược ra đây, hướng về đây, hướng về khán giả. Anh không chuẩn bị vậy nhá mình, hôm nay hơi bị kỳ công, hơi bị lâu đấy. Đấy, hướng tất cả hướng về khán giả nhìn nào. Sao? Chào mọi người, anh em mình đi vào Hỏa Diện Sơn này. Vài. Vài. Vài nào ở đấy. Đấy, đưa tao con dao. Rồi. Sẽ quấn cho nó một lớp vòng quanh, một lớp vòng quanh đây để cho khi cái thùng phi vào ấy, nó sát, nó mà có sát con vịt quá thì nó cũng sẽ không bị bẩn do cái thành của thùng phi nhá. Nhấm nhảy thế nhỉ. Đấy. Đây bắt đầu cuốn này. Mặc váy ấy, mặc váy là búp bê ấy. Rồi. Chào khán giả lần cuối. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Tam Mao đây. Ba anh em Tam Mao. Ba anh em Tam Mao chuẩn bị đi lấy kinh vào Hỏa Diện Sơn lấy trước nha. Nào bây giờ mày chỉnh thùng phi để anh cẩu lên nhá. Ok. Ê, em chỉnh nữa à? Không chỉnh được. Em cẩu. Hả? À? Em thích làm mấy úp mấy ẩu. Ok, cũng được. À. Nào, để em cẩu em. Nào. Em đang cẩu gì anh? Nào, cẩu. Kéo lên, kéo lên, từ từ nhá. Nào, kéo lên. Lên. Ai? Cẩu lên, cao nữa. Cao nữa. Nào, rồi, nào, từ từ hạ xuống, từ từ hạ. Yeah. Từ từ hạ xuống. Hạ xuống từ từ nhá. Để anh còn chỉnh. Nào, hạ xuống. Nào, từ từ thôi. Mặc giải à? Đây, từ từ. Nào. Nào, rồi, nào, hạ đây. Nào. Được chưa? Rồi, ok. Nhưng mà mặc tay em chưa? Nào, mày sợ. Ok. Rồi. Không phải lấy được đấy ạ. Ok nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ lấy đất chít kín vào và sẽ bắt đầu chất củi. Chất củi lên đốt lửa luôn. Ok đấy. Tí nữa nhá. Tại vì mình thiết kế như thế này là để tí nữa chín cái anh em mình cẩu phát là ra là lấy được hàng luôn chứ. Không phải động vào cái thùng phi này để nó bỏng tay nhá. Má đổ nước vào cho nó lại còn hơi khói nó bốc hơi lên đấy. Chít kín vào. Phải lấy kín cái này để cho nó sẽ không bị ói khói nhá mọi người nhá. Chít hết các cái lỗ này vào, nó ói khói nó vào mất. Khói nó vào là không ản đâu. Đây, nhét nó vào là nó dính luôn. Đây, đây. Mọi người thấy liệu công trình của anh em mình có ổn không? Quá đỉnh luôn anh ạ. Rất là nóng. Không biết là phải chỉnh luôn. Bây giờ chỉ có đợi và thêm củi vào thôi. Đợi cho nó cháy lan hết, không cần phải châm kia. Tại vì nó cái hơi nóng ở trong cái thùng phi này nó sẽ lan tỏa đều. Nó dồn vào. Hôm trước úp cái thùng phi này sẽ lâu hơn là cái chảo chảo khổng lồ nhá. Tại vì cái chảo khổng lồ nó cực kỳ nóng. Còn cái thùng phi hôm trước anh em mình đã úp cái con gà rồi thì mình biết cái thời gian, lượng cái thời gian rồi. Sẽ cố gắng. Bao nhiêu phút đây? Một tiếng luôn. Thùng phi lâu hơn mà. Càng thế. Thôi đi, vào, nghỉ ngơi. Bây giờ là đợi công trình vĩ đại của anh em mình gọi là thành công. Rất là nóng, hiện tại chỉ được 40 phút thôi nha, nhưng mà anh em mình sẽ cẩu lên để
để xem nó chín chưa, tại vì mình sợ nó cháy mất. Và mục đích chính của cái quả cần cầu này của anh em mình là cũng chỉ để thăm xem nó chín chưa, nếu mà chưa chín thì có thể úp lại được mà. À, nhưng mà từ từ. Nào, sẵn sàng chưa? Lên. Lên nữa. Lên nữa. Lên. Rồi rồi, nào xuống, nào xuống. Quay lên. Ui. Được rồi. Cháy mẹ rồi. Rồi đặt đi, đặt xuống. Rồi, ok. Ai à? Ui, em bảo anh bỏ 10 phút trước anh không nghe. Ba thanh niên này như hơi bị cháy thì phải mọi người ạ. Không, nhưng mà cảm giác vẫn ăn được đấy. Ổn đấy, nhưng mà bây giờ nhá. Thế bây giờ làm nào mà lấy ra? Bỏng thế này. À, làm cái ba chĩa chọc thẳng vào chỗ kia không đây. Không, điên à, lấy mâm ra đây. Tao thích đi cơm đó nhổ lên. Ok. Ok, lấy cắt giấy thép ra. Mâm. Đây. Phải cắt vào cái dây thép này. Ui, nặng thế. Cắt kiểu gì? Thỏ tay vào. Cắt thôi. Được, nhưng mà giờ phải lấy nó ra mới làm cái gì vấn đề. Phải nghe lúc nãy ấy, anh em mình phải dọn bỏ hết củi đi, xong rồi bắt đầu mới cẩu lên mà lại quên mất, đừng có thối. Ui, đẹp. Ui, cái con thích kia ngon rồi anh ơi. Con đằng trong ấy. Cứ từ đã nhá. Ui, khí quá. Mọi người chờ trong giây lát nhá. Ngon đấy. Quá. Anh cầm cái xiên anh chọc vào anh nhấc lên. Cầm cái xiên à. Gạt vỏ than bớt đi nóng. Quá. Siêu nóng luôn. Một em nhá. Một em nhá, đây nhá. Quay một vòng cho các bạn khán giả xem. Đây. Nói chung là cũng chỉ hơi cháy một tí ở đây thôi, nhưng mà nhìn này. Thế anh em mình cuốn chế bạc vào nhờ. Vàng chưa, ngon chưa? À, vào đây. Này mà mình cuốn thêm nhiều lá chuối là khả năng ổn đấy. Nào. 2 3. Ai, nóng. Wow. Em thứ hai nhá. Em này thì hơi bị quán lửa, cháy mất. À, lưng vẫn ngon này. Xém. Ấy, không bị mùi khét đâu, không bị một cái mùi gì đâu nhá. Ok. Đấy, nào, em thứ ba. Nào, em này cẩn thận nhé. Nóng quá. Ui, anh lại gãy thân cho em. Em thứ ba đây nhá mọi người nhá. Em này thì cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà ok đấy. Nóng quá. Nào, cho vào. Đấy, đây là ba anh em tam màu nhá. Đáng nhẽ ba anh em là phải đen như nhau, nhưng mà em đây là đi nắng ít này. Nó lai. Em đây là em đây đạt tiêu chuẩn này, còn em đây thì hơi kia một tí. Hơi kém. À, em này đi câu nhiều. Cho này một. Ai không? Cho này một em này. Đó. Dô. Đấy, ơi, bây giờ phải lật lên. Em, cái mặt đẹp thì không lật. Em này. À, em này đẹp nhất nào. Dô. Dô. Nào. Dô. Mời tất cả mọi người nhá. Mời cả mọi người nhá. Mềm đấy. Ngon đấy. Rồi. Ngon mọi người ạ. Ngon lắm. Đấy. Nó không có mùi khét đâu. Tại vì anh em mình đã bịt kín với lại nó chưa đủ độ cháy để anh nó có đấy. Cái độ khét. À. Thơm cực luôn mọi người ạ. Ui, anh ấy mấy cái ngực ấy, cạo phát là được luôn. Quên mất, hôm trước làm gà là bọc lá sen thì mình bọc nhiều quá. Lá sen thì nó khó cháy, lá chuối thì đấy mọi người hôm nay xem đấy. Lá chuối nó lại cháy hết cả phần lá chuối, thế nên nó là... Nó khô, nó dễ cháy. Nó kia, nó không được chuẩn chỉ cho lắm. Chín không? Chín hết mọi người. Nhưng sau này úp thì anh em mình sẽ úp khoảng tầm... 30 phút thôi. Được mỗi em này là em đẹp nhất. Mày cắt phải đúng khớp. Đấy, khớp đấy rồi. Đấy. Hấp dẫn chưa? Đấy. Em mình chấm không. Cái này. Ngon không? Ổn không? Ủa? Đấy.
như em này nhá, bây giờ mình sẽ phẫu thuật bỏ cái chân này đi. Ui thấy chưa, thấy chưa, da anh đen nhưng lòng anh trắng, nhưng người anh trắng đấy, thấy chưa, không có vấn đề gì hết nhá. Chỉ có cái là màu nó không được đẹp lắm thôi. Thơm này, anh chín à, hết nhá. Đây, thấy chưa? Chín ngọt luôn nhá. Đấy, còn em này nữa nhá. Đây, cho mọi người xem này. Em này ngon lắm đấy. Em này là em như Ngọc Trinh luôn nhá, thấy chưa? Nước này. Ngọt quá. Đây, là một miếng gọi là siêu ngon khổng lồ nhá. Ui. Bù bay. Ui, ui, ui. Vừa chín ngon luôn anh nhỉ. Ui, trời ơi. Thấy chưa? Ừ, nước nó giỏ đấy. Không có gì tuyệt vời hơn. Ngon. Hôm trước đốt gà thì chín nhưng mà lại chưa chém. Hôm nay đốt vịt thì chín nhưng mà lại hơi quá. Hơi chém. Dự kiến 1 tiếng và 40 phút mình đã phải bỏ tại vì mình tốc lửa to. Thế mà. Anh cắt cho em một miếng giống của anh ơi. Vẫn hơi lỗi kỹ thuật. Nhìn con đấy hấp dẫn quá. Đấy, úi đồ, miếng này ngon hơn. Này, nhìn như anh nhín luôn. Vừa chín đến nha. Sao, ngon không? Quá ngon luôn. Đây, đây mới là miếng ngon nhất trong con vịt nhá. Đấy, đấy. Úi, 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 úi. Ngon hết. Đấy. Đây, cho mọi người xem. Từ từ tí để cho nó lấy nét. Đấy, lấy nét này. À, thấy chưa? Ngon chưa? Úi, mỡ nó. Quá tuyệt vời. Mình rất thích ngửi mùi thịt quay nhá. Nó thơm. Phê. Mày đấy. Không làm rồi. Ngọt ngọt ngọt. Cái miếng nào mà nó bị chín hơi quá một tí thì thịt nó săn lại chắc chắc, nhưng mà nào, anh em chỉ thích ăn cái loại vừa chín. Nào anh em mình phải úp cả một con dê nhá. Dê á? Ừ. Khó đấy. Mọi người thấy thế nào? Úp một con dê vào đấy thì khả năng đỉnh cả. Đỉnh luôn đấy nhỉ. Đỉnh của đỉnh. Úi được anh ạ. Con dê không sợ bị đá đâu, sống đâu. Anh biết tại sao không? Hả? Con dê nhá, nếu mà anh em mình phải căn với chung để nó cháy. Một là nó hơi tại tái đến thế chín. Mình cẩu lên thăm, cứ thăm thôi. Còn nó mà tái thì anh em mình ăn tái chanh. Nướng kiểu này nó mềm lắm nhá mọi người. Đỉnh luôn. Cực kỳ mềm. Tạc được không à? Tạc được không? Lâu lắm mới lên tầng ăn ngủ mát, nhưng mà hôm nay oi quá. Wow. Mọi người muốn nướng kiểu này thì phải căn được giờ, căn giờ chuẩn. Giả dụ như úp nồi nhá, úp nồi gà, úp nồi thì khoảng tầm 30 phút đối với gà công nghiệp, đốt lửa vừa thôi. Đấy. Úp cái gì đấy, úp nồi to nữa thì thêm một tí thời gian nữa. Đốt lửa đều và vừa. Hôm nay lửa của anh em mình là chủ yếu cái phần ngực. Nó tạt cái phần ngực này. Cái phần xung quanh nó cháy, nó hơi được, hơi bị không đồng đều lắm. Thế nên là Chỗ cháy chỗ kia. Nhưng mà cháy này không việc một cái gì nhá. Chỉ lột bỏ cái da này ra cái là ôi giời, ngon tuyệt vời luôn. Không việc gì cả. Đây, như con này cũng thế. Đây, con này nhá. Đây, cứa một phát này. Da nó này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Không sao cả. À, mình thử một miếng da cháy này xem là nó có đắng không nhá. Đắng không? Hơi đắng. Ôi khói mà. Có khói không? Không có một tí hơi khói nào luôn. À, thế các vị nó cháy nó thế. Nó cháy đấy. Không đắng. Nhưng mà nó hơi chẹt đấy. Cái da nó cháy ấy. À, tuyệt luôn.
Nào, mày ăn cái phần này không? Có rồi, em ăn. Mà đệ rất ăn, thích ăn phần đít, phần... Tại vì tự ý nó béo, thì nó ngon lắm. Ui trời ơi, đây gọi là cái nầm. Đấy, cái nầm nó. Cái nầm mông ấy. Ui làm béo. Ừ, hả? Con vịt mà nó vàng được cất như thế nào. Phần cánh này, phần cánh này thì rất là giòn nhá. Đấy, da cánh này. Không hiểu sao là đẹp nhỉ? Không hiểu sao nướng kiểu này nhá, tất cả các loại nhá, dù vịt, dù gà với kia nhá, thịt nó rất là mềm nhá. Chắc là do cái hơi súc nóng ở trong nó ngấm chín cả vào thịt. Cánh ăn ngon lắm. Cánh nó mới chuẩn không? Như này là cực kỳ chuẩn. Đỉnh đấy anh ạ. Đỉnh của đỉnh. Cái này à anh ơi, hôm sau về anh em mình về quấn giấy bạc đều một lượt đấy. Còn lá chuối không quấn giấy bạc. Không quấn giấy bạc. Còn mình hấp bạc. Lá chuối là được. Cái này quả này làm cái gì? Hả? Cho xuống. Rồi cho củi này để lại sau nướng gì nướng. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu thấy clip hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment nhá. Vịt nướng kiểu đấy rất là ngon nhưng mà anh em mình ăn chứ gọi là bây giờ chỉ ăn ngày trước á. Cả một con gà một con vịt cũng hết nhưng bây giờ chỉ hết được một con vịt thôi. Bây giờ anh em mình đi vào để chuẩn bị lãnh tiền YouTube á. Thế là chiều lãnh tiền YouTube. Bye bye tất cả mọi người nhé.